Đây là cái vali Philips mà chúng ta có thể chơi được đĩa thay này. Ở đây gắn vào là như này ha. Điều độc đáo của con này là chúng ta có thể chơi được cái khả năng rớt đĩa. Gắn máy vào. Đây, bây giờ dặn volume lên hết. Rất là độc. Này có từ những năm 1900 thập niên 70 á.